cây cối, sông nước rất là mát, không khí rất là trong lành. Ước gì mình có một cái ngôi nhà ở gần gần đây, suốt ngày ra để tập thể dục rất là tốt. Hello, Lớp đi Sài Gòn xin gửi lời chào đến quý anh chị. Và trong một cái buổi chiều không quá nắng của Sài Gòn, hiện tại Lớp Ly đang đứng ngay bờ kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè. Mấy bên tay phải đây là khu vực Tân Định đó. Hướng này chúng ta sẽ đi tới Thảo Cầm Viên, cầu Bông. Còn theo hướng ngược lại thì chúng ta sẽ đi tới cầu Công Lý, đường Nam Kiệt Khởi Nghĩa ngày nay. Ngày xưa là đường Công Lý đó. Rồi cầu Kiệu, đường Võ Trí Huy ngày xưa. Hôm nay rất là vui khi được cùng quý anh chị đồng hành với Lớp Ly trong cái video clip này. Và hôm nay chúng ta cùng đi rong ruổi lang thang qua một số cái con đường nho nhỏ và một số con hẻm nho nhỏ ở khu vực Tân Định. Và Lớp Ly Sài Gòn sẽ bắt đầu ở cái vị trí bờ kênh Nhiêu Lộc thì nghe này để cho mọi người dung nha. Và chúng ta sẽ đi vào cái con hẻm này. Con hẻm này là một con hẻm rất là ngắn thôi, và nó nối dài ra đường Trần Khánh Dư ở huyện Văn Nguyện và Trần Quang Khải ngày nay đó quý anh chị ạ. Khi mà Lớp Ly đi vào đó thì quý anh chị sẽ dễ hình dung hơn ha. Bây giờ nhìn thì nói chung mình cũng chưa hình dung được, nhưng mà đây là khu vực Tân Định, Tân Định quận nhất. Lớp Ly sẽ gợi đến quý của chú anh chị những cái hình ảnh mang cái tính kỷ niệm một thời. Bây giờ chúng ta cùng đi ha. Không quên chúc quý anh chị có một ngày thật là nhiều sức khỏe. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái con hẻm khá là nhỏ này. Và ở cuối con hẻm này mọi người sẽ khá là bất ngờ đó. Rồi, chúng ta sẽ thấy cuối con hẻm ngắn này nó sẽ là một cái con đường khá là đẹp, và nó có rất là nhiều cái địa điểm cổ xưa ngày xưa ha, và ngày nay nó vẫn còn giữ được. Và có một cái điều thú vị nữa ở khu vực Tân Định này á, là hầu hết là những con đường nó đều giữ nguyên vẹn cái tên ngày xưa. Nó đều giữ nguyên vẹn những cái tên khi xưa, nó không có thay đổi nhiều, chỉ có một số cái tuyến đường chính mang tính chất đại lộ thôi thì nó mới thay đổi nhiều, còn đa số thì vẫn là những cái con đường cũ thôi. Thì đó là một điều khá là may mắn với lại Lớp Ly, vì khi mà đi cập nhật những cái hình ảnh này thì Lớp Ly cũng rất là dễ biết được những cái tên đường khi xưa bây giờ nó là tên gì. Và cái khúc hẻm này thì nó ngắn thôi. Ở phía trước kia sẽ là đường Nguyễn Văn Nguyễn, khu vực Tân Định. Chúng ta sẽ có một số cái địa điểm như sau ở trên cái con đường này, đó là ví dụ như là chung cư kiến ốc ngày xưa dành cho công nhân viên thời Pháp đó. Rồi trường trung học cơ sở Văn Lang nằm bên mé tay trái đây đó. Thì cái video clip về con hẻm Trần Quang Khải hôm bữa thì Lớp Ly Sài Gòn có quay và chia sẻ với quý anh chị rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi một chút xíu trên cái con đường Trần Khánh Dư. Đây con đường đối diện mọi người đây, đối diện quý anh chị đây. Đường Trần Khánh Dư, nó là một con đường rất là cổ xưa. Ở cái khu vực Tân Định này thì nó có rất là nhiều cái con đường ngắn, nó dạng hình bàn cờ đó, đang xen nhau từng khu. Thì hôm nay Lớp Ly sẽ bắt đầu chia sẻ cái khu vực đường Trần Khánh Dư này cho quý anh chị. Rồi hướng này chúng ta sẽ đi ra đường Trần Quang Khải nha quý anh chị. Bây giờ bắt đầu Lớp Ly sẽ xin mời quý anh chị cùng lang thang với Lớp Ly một chút xíu ở cái đoạn đường này, đường Trần Khánh Dư, với rất là nhiều cái ngôi nhà cổ xưa nha. Ví dụ như bên mé này có một cái
Ngôi nhà này sinh có năm 1964 đấy, một số cái khu kiến trúc rất là cổ mà lớp Ly cũng không biết ngày trước ở đây vị trí này là cái gì nữa. Nếu mà mọi người, nếu mà quý anh chị mà có biết được thì nhớ đóng góp ý kiến thêm cho lớp Ly Sài Gòn nha. Chúng ta cùng đi một chút xíu ở cái khu vực này. Khu vực này bây giờ một bên nó là cái trung tâm trường dạy nghề gì đó. Còn bên này thì là những cái cao ốc, cũng không phải là cao lắm nhưng mà đa số là công ty thôi. Công ty và giá ở đây thì bây giờ rất là mắc nha. Thì chúng ta sẽ đi một chút xíu ở khu vực này đó, với những cái nhà rất là cổ. Có cái hoa giấy nó nở rất là đẹp nha quý anh chị. Cái khu vực Tân Định này á, thật sự là nó có rất là nhiều cái địa điểm mà mang tính kỷ niệm ngày xưa. Có một cái tòa cao ốc đang bắt đầu xây nè. Nó xưa đến nỗi mà ở lớp Ly Sài Gòn khi mà tìm hiểu không thể nào nhớ hết được luôn. Nó rất là nhiều cái vị trí. Thành tựu ra là trong quá trình mà đi quay á, lớp Ly Sài Gòn cũng hy vọng quý anh chị có thể nhìn thấy được những cái địa điểm nào đó mà nhiều khi lớp Ly Sài Gòn bỏ sót. Đây là cái trung tâm đào tạo thực hành và hướng nghiệp đó, nằm bên mé tay trái của cái đường Trần Khánh Dư. Con đường này khá là yên tĩnh, buổi tối thì cũng khá là nguy hiểm á, bởi vì ít người đi lại qua khu vực này, và xe nếu mà mình đi bộ thì cũng có một số kẻ cướp nó chờ sẵn. Đó. Ở cái hẻm này thì chúng ta sẽ đi ra bờ kênh Diêu Lộc này nha. Sẽ quay để biết đâu mọi người, biết đâu quý anh chị có thể thấy được những cái kỷ niệm xưa của mình thì sao, đúng không? Và đi thẳng cái đường này luôn thì chúng ta sẽ đi ra đường Trần Khắc Chân và đâm thẳng một con hẻm nữa là ra đường kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè luôn đó. Quý anh chị thấy con đường này rất là yên tĩnh đúng không? Bình thường đi như vậy cũng rất là ít xe rồi. Cảm giác nó hơi bị bình yên luôn á. Cho nên đêm cái khu vực này nó khá là vắng. Rồi chạy xe cũng khá là nguy hiểm á. Đó. Trước mặt quý anh chị đang là đường Trần Nhật Duật. Đường Trần Nhật Duật cắt ngang đường Trần Khánh Dư đây. Chúng ta quẹo bên tay phải á, thì chúng ta sẽ đều ra được đường Trần Quang Khải hết nha quý anh chị. Còn chúng ta đi thẳng thì sẽ đụng đường Trần Khắc Chân. Thì có một cái ngôi nhà đó, không? Cái góc ngã tư này này. Ngôi nhà này rất là lâu rồi. Ngày xưa lớp Ly Sài Gòn đi vào đây thì cái ngôi nhà này nó đã nằm sẵn ở đây rồi, hơn chục năm rồi. Trước đó nữa thì chắc nó là một cái địa điểm gì đó khá là nổi tiếng. Ngày xưa ở đây có một hai cái cây rất là to, bây giờ người ta đốn hết rồi, chắc sợ nó nâng nó bật gốc lên đường á nên người ta đốn hết.
có những cái hoa phượng rất là đẹp, những cái ngày cuối tháng 4 này là bắt đầu chúng ta râm ran gọi hè được rồi. Đó, có những cái công trình kiến trúc rất là cổ xưa. Chúng ta sẽ quay lại một chút xíu. Con đường Trần Thánh Dư, một con đường rất là lâu đời rồi, nhưng mà nó rất là may mắn là người ta không có thay đổi cái tên. Con đường Trần Thánh Dư này thì nó cũng khá nhỏ thôi, không có lớn lắm. Nó quay cho quý anh chị một số cái ngôi nhà cổ này. Phía trước đó sẽ là đường Trần Khắc Chân nha quý anh chị. Và chúng ta sẽ đâm thẳng qua bên kia luôn để chúng ta đi ra bờ kênh Nhiêu Lộc thì nghe. Có một số cái hẻm này nó cũng khá là nhỏ, chúng ta đi nhiều khi không biết là đi tới đâu luôn. Ồ, có một số cái máy phun nước phun trúng cái camera của lớp ly luôn với anh chị. Và cuối cùng là nó có mấy cái hột nước ở trên màn hình đó. Hy vọng là cái hẻm này sẽ đi ra thẳng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè luôn. Rất là yên tĩnh ha. Ở đây là trường tiểu học Trần Khánh Dư nè. Chắc là sắp tới kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè rồi. Chắc quẹo bên mé tay phải, tay trái đây là ra nè. Đúng rồi. Quẹo một chút xíu ra đây ha. Đó. Xin gửi những cái hình ảnh này tới quý anh chị, những anh chị mà đã từng có cái tuổi thơ ở đây ha. Hướng này bị kẹt rồi, chúng ta phải đi lại cái hướng kia thôi. Rồi bí à, đi vô đường bí à. Hướng này là không có đi ra kênh Nhiêu Lộc được, bí mất tiêu à, chui đầu vô đây hết hồn luôn. Chắc là bên này là đi ra được. Không, ở đây có một cái thánh thất Tân Định này mà quý anh chị. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Trung Ương Cao Đài Cầu Kho. Đó. Đó, đây nó cũng rất là lớn ha. Bây giờ lớp Ly mới biết á. Chia sẻ với lại quý anh chị luôn nha.
Như vậy là có đường ra rồi. Xem tí nữa là bị bắt nhốt ở trong cái hẻm kia luôn. Đây hẻm nhìn thoáng mà sạch sẽ quá, rất là mừng nha quý anh chị. Cuối cùng thì mình cũng đi ra được cái khỏi cái hẻm đó rồi. Ở đây là kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, tiếp tục xuất phát từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè và cuối cùng là kết thúc cái video ở đây luôn nha quý anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Chúc quý anh chị có một ngày thật là nhiều niềm vui. Đó, và đây là cầu Hoàng Hoa Thám phía trước, nối giữa khu vực Phan Xích Long với lại khu vực Tân Định. Đó, Phú Nhuận với Tân Bình, Tân Định. Rồi, hẹn gặp lại quý anh chị ở những cái video sau nha.